Xin chào tất cả các bạn đã đến với kênh Mr. Zero bóng đá vui nhộn. Chúng tôi tổng hợp tất cả các tình huống từ những bàn thắng đẹp ngất ngây đến những pha cười ra nước mắt của các siêu sao sân cỏ trên thế giới. Nếu các bạn là một fan bóng đá chính hiệu, đừng quên theo dõi kênh Mr. Zero thường xuyên nhé. Sẽ có rất nhiều video thú vị lắm đấy. Nếu thấy hay thì hãy like, share và subscribe kênh của chúng mình nha. Xin chào. Chào mừng các bạn đến với số Q&A thứ 3. Trong thời gian qua, chúng tôi đã nhận được rất nhiều câu hỏi của các bạn về các vấn đề bóng đá trong nước cũng như quốc tế. Đã có rất nhiều câu hỏi hay được đặt ra cho Kin. Và sau đây là những câu hỏi đáng chú ý nhất mà chúng tôi đã chọn ra để trả lời. Suy nghĩ về việc Văn Lâm bị loại khỏi đội tuyển. Hồi tháng 8 năm 2020, huấn luyện viên Park Hang-seo đã công bố danh sách đội tuyển Việt Nam với 36 cầu thủ. Trong danh sách này không có sự xuất hiện của Đặng Văn Lâm, thủ thành số 1 của tuyển Việt Nam do ảnh hưởng của dịch Covid. Ở đợt tập trung tới đây vào giữa tháng 11, huấn luyện viên Park Hang-seo đã xóa hết bản danh sách cũ và dự định sẽ lên một danh sách mới dựa theo tình hình và phong độ hiện tại. Gần như chắc chắn ông Park sẽ loại Đặng Văn Lâm khỏi danh sách đội tuyển Việt Nam bởi thủ thành Việt Kiều bận cùng câu lạc bộ Moang Thông thi đấu tại Thái League. Dù vậy, việc Văn Lâm bị loại không hề bắt nguồn từ phong độ của cầu thủ này mà là do yếu tố lịch thi đấu. Do sắp tới không có trận đấu nào thuộc hệ thống của FIFA nên chắc chắn câu lạc bộ phía Thái Lan sẽ không nhả người. Tuy nhiên, trong tay ông Park vẫn còn nhiều sự lựa chọn sáng giá như Nguyên Mạnh của Viettel, Văn Toản của Hải Phòng hay Văn Hoàng của Sông Lam Nghệ An. Dự đoán về quả bóng vàng tiếp theo. Mới đây, tạp chí France Football, đơn vị tổ chức lễ trao giải quả bóng vàng, đã xác nhận hủy bỏ giải thưởng này trong năm nay vì do dịch bệnh Covid-19. Thế nhưng nếu giải thưởng này được trao thì đâu sẽ là cái tên sáng giá nhất? Cái tên đầu tiên phải kể đến chắc chắn là Robert Lewandowski. Cầu thủ này đã có một mùa giải phi thường khi ghi được 55 bàn thắng sau 47 lần ra sân, giúp Bayern Munich giành cú ăn ba Bundesliga, cúp quốc gia Đức và Champions League. Vừa qua, Lewandowski cũng đã ẩm giải cầu thủ nam xuất sắc nhất do Liên đoàn bóng đá châu Âu công bố. Và nếu quả bóng vàng 2020 không bị hoãn, việc siêu tiền đạo người Ba Lan giành được danh hiệu này là lẽ hiển nhiên. Ngoài Lewandowski, hai cái tên có thể nằm trong top 3 nhiều khả năng sẽ là Kylian Mbappe và Kevin De Bruyne. Mbappe đã cùng Paris Saint-Germain thống trị nước Pháp và lọt vào chung kết cúp C1. De Bruyne dù không có được danh hiệu nào cùng Man City, nhưng cá nhân tiền vệ này ẩm giải cầu thủ xuất sắc nhất Premier League và tiền vệ xuất sắc nhất năm của Champions League mùa giải 2019-2020. Liệu Cristiano Ronaldo có khỏi bệnh để đá trận đấu giữa hai cầu thủ xuất sắc nhất tại C1 được không? Ngày 13 tháng 10, Liên đoàn bóng đá Bồ Đào Nha thông báo chính thức về việc Ronaldo đã bị nhiễm virus corona. Điều này đồng nghĩa với việc CR7 phải tự cách ly và sẽ bỏ lỡ một số trận đấu cùng với Juventus. Ngày 29 tháng 10, Juventus sẽ gặp Barcelona tại lượt trận thứ 2 vòng bảng Champions League. Đương nhiên, Ronaldo sẽ rất quyết tâm trở lại trong trận đấu này để có cơ hội đối đầu với đại kình địch Lionel Messi sau 2 năm. Trong thực tế, thời gian điều trị Covid của mỗi cầu thủ là rất khác nhau. Nếu như Ibrahimovic hay Traore chỉ mất khoảng 1 tuần thì Dybala phải mất 2 tháng trời để bình phục. Tuy nhiên, với thể trạng rất tốt cùng với sự quyết tâm của mình, siêu sao người Bồ Đào Nha được dự đoán sẽ trở lại thi đấu trong thời gian sớm nhất. Có lẽ không chỉ cổ động viên Juventus mà tất cả những người hâm mộ trên thế giới cũng rất mong Ronaldo kịp tái xuất trong trận gặp Barca. Đây là cuộc so tài được cả thế giới mong chờ bởi sự góp mặt của hai siêu sao thống trị bóng đá thế giới suốt một thập niên qua, Cristiano Ronaldo và Lionel Messi. Đó là toàn bộ câu hỏi của số Q&A hôm nay. Rất cảm ơn các bạn đã đặt câu hỏi cho Kin. Chúng tôi mong sẽ nhận được nhiều câu hỏi thú vị hơn nữa từ các bạn. Nếu thấy video hữu ích, đừng quên like, share, subscribe cho Kin nhé. Ngoài ra hãy đặt câu hỏi và thảo luận với nhau ở phần bên dưới bình luận nha. Xin chào và hẹn gặp lại.